Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Thầy, con có chồng được 4 năm. Con có một cậu con trai gần 3 tuổi, nhưng mỗi lần về bên nhà chồng, con cảm thấy ngao ngán vì mẹ chồng con hay so đo với con, với chị dâu vì con không giỏi. Con không biết kiếm tiền, con cũng không thường mua gì cho gia đình. Có thể nói là con rất rất là buồn. Con quy y đã được gần 5 năm rồi. Con vẫn biết là cần phải yêu thương gia đình bên chồng. Con vẫn biết nên mở lòng, vì có thể đó là nghiệp duyên từ nhiều đời con đã gieo. Nhưng con không thể làm được thầy ạ. Mỗi khi thấy chồng say xỉn, con càng thấy chán ghét cuộc sống này. Chán ghét bên chồng, chán ghét bản thân con. Con xin thầy hoan hỷ chỉ cho con làm sao để phát triển được tâm từ trong con, làm sao để con có thể quên đi những lời chê bai như thế để sống chan hòa cùng gia đình bên chồng. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin thỉnh ý kiến chia sẻ từ Đại Đức Thích Tinh Mẫn ạ. Việc mà mẹ chồng và nàng dâu dường như đây là vấn đề muôn thuở, và rất nhiều nàng dâu đã trải qua những cái khoảnh khắc rất buồn, rất ức, không thể chia sẻ cùng ai. Ở đây có vị cũng có thắc mắc, ủa thầy có vợ, vợ thầy kể cho thầy nghe à, sao thầy biết hay vậy? Đâu có, quý thầy cũng phải tiếp xúc với quý Phật tử hàng ngày mà, nghe quý Phật tử kể lại, chia sẻ lại mà, đúng không ạ? Đâu phải quý thầy trải qua cái cảnh đó mới biết. Nhiều khi tiếp xúc với quý Phật tử, họ lên tâm sự với nhau á, thì cũng đã nghe rất nhiều, nhiều điều về vấn đề này. Và trong cái trường hợp này thì thật sự không biết nói gì. Bởi vì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, chúng ta không thể đưa nào cái quan điểm của mình đặt vào một trường hợp đang diễn ra một cách cụ thể mà cái người đó đang tiếp xúc được, nhất là trong bối cảnh gia đình. Và chỉ khuyên thôi, ở đây Tánh Mẫn chỉ khuyên thôi nha, không thể lý giải một cách cụ thể. Bởi vì sự việc cụ thể đối với cái câu hỏi này như thế nào Tánh Mẫn đâu có biết được, đúng không ạ? Cho nên là chỉ đối với câu hỏi này thì Tánh Mẫn chỉ khuyên thôi. Thứ nhất đó là có thể cái nàng dâu ấy đã cố gắng hết sức rồi, đã cố gắng làm tròn cái bổn phận của một người con dâu, cũng như đã làm trọn cái bổn phận của người làm vợ. Và trong kinh Đức Phật cũng đã dạy rất kỹ về bổn phận của người làm chồng cũng như bổn phận của người làm vợ. Ở đây nếu ai có duyên thì lắng nghe. Và có thể gặt hái được gì đó thì có thể áp dụng vào trong trường hợp cụ thể cho mình. Đó là bổn phận của người làm vợ được Đức Phật nhắc ở trong kinh Thiện Sanh thuộc kinh Trường A Hàm. Bổn phận của người làm vợ như sau, các vị nghe nhé. Này Thiện Sanh, chồng đối đãi với vợ có 5 điều thì vợ cũng phải lấy 5 việc cung kính đối với chồng. Những gì là 5? 1. Dạy trước. 2. Ngồi sau. 3. Nói lời hòa nhã. 4. Kính nhường tùy thuận. Và 5. Đón trước ý chồng. Thì nếu như Phật tử đã cố gắng làm tròn những bổn phận như vậy rồi,
đối với chồng, đối với cha mẹ của mình như vậy rồi mà vẫn còn như vậy nữa thì chỉ có một cách, đó là sám hối. Hãy thực tập cái pháp sám hối. Bởi vì Phật tử đã quy y rồi và biết đó là cái duyên nghiệp của mình, đúng không ạ? Có nhắc trong câu hỏi. Vậy thì nếu như đã biết được duyên nghiệp như vậy thì hãy phát tâm sám hối. Biết đâu đó là họ quay trở lại để gây khó dễ cho ta, để khiến cho ta không được hạnh phúc. Có một câu chuyện rất vui như thế này. Đối với Phật tử quen biết Tánh Mẫn, chồng về nói rất nhiều, chồng đánh rất nhiều. Có một lúc cái vị đó chịu không nổi, chồng nói quá chịu không nổi, quỳ xuống: tôi lạy ông, tôi lạy ông, từ trước đến nay tôi có lỗi gì thì tôi xin lạy ông, tôi xin sám hối ông. Ông bỏ qua, coi như là chuyện đã qua rồi thì ông hãy bỏ qua. Tôi xin sám hối, tôi lạy ông, tôi xin lạy ông, tôi xin sám hối ông. Và một điều thật ngạc nhiên đó là sau buổi hôm ấy, chồng của cô thay đổi hoàn toàn luôn. Nó có một điều lạ như thế. Và không những một trường hợp, mà khi cái vị Phật tử đó áp dụng rồi, nó lại cho bạn bè của vị Phật tử kia, và vị Phật tử kia cũng lắng nghe. Và có một lần bức xúc cũng như vậy luôn, cũng lạy chồng của mình: tôi xin sám hối ông, từ trước tới giờ tôi làm những điều gì sai hoặc chưa đúng ý ông, hoặc ở đời này hoặc vô lượng kiếp trước, tôi xin sám hối và tôi sẽ khéo sửa đổi. Và đó là sám hối trước chồng nghe. Và một sám hối nữa mà quý Phật tử có thể dễ dàng thực hiện hơn, đúng không? Đó là sám hối trước bằng Phật để chuyển hóa nghiệp chướng của mình. Tánh Mẫn trải qua rất nhiều việc, cũng có nhiều lúc không biết chia sẻ cho ai, thậm chí có lúc là nói không đúng sự thật, có lời nói vu khống. Tánh Mẫn không biết chia sẻ cho ai, thường hay đứng trước tượng Quán Âm để sám hối trước Ngài và nói những lời như thế. Hoặc là lúc đi đường cũng vậy, lúc đang ở trên đường cũng dâng lời sám hối đó. Bởi vì chúng ta có rất nhiều, có thể đó là vô tình hay cố ý, trong nhiều kiếp quá khứ từ trước đến giờ. Cho nên chúng ta hãy sám hối. Và trong chủ đề tha thứ ngày hôm nay cũng như vậy. Mặc dù chúng ta không có làm gì tội lỗi đối với họ, nhưng họ lại mang ngang trái đối với chúng ta, thì chúng ta hãy chấp nhận và chúng ta hãy coi như đó là một phần cái duyên nghiệp của mình phải trả. Chúng ta chấp nhận và chúng ta sám hối. Và khi đủ duyên nghiệp chuyển thì có thể chúng ta sẽ có được những cái chuyển biến mới trong mối quan hệ gia đình, bạn bè. Kính chúc đại chúng chúng ta sẽ có một nguồn năng lượng rất thật tích cực, và hãy tự nhìn nhận lại chính mình. Và thậm chí có nhiều lúc chúng ta hãy tự chấp nhận đó là lỗi của mình, chẳng phải họ nha. Xin cảm ơn đại chúng. Mô Phật, chúng con cảm ơn sự chia sẻ của thầy, như là cách chỉ dạy của thầy cho chúng con bớt được những cái nỗi lo, cũng như là những cái điều mà tâm trạng chúng ta không thể chấp nhận được ở một cái giây phút nào đó. Quý vị ạ, tất cả trong cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng thuận duyên, cũng có những cái lúc trái ý nghịch lòng của người này, của người khác. Nhưng mà quý vị có bao giờ nghĩ ra một điều rằng, nếu như một người xa lạ chúng ta chưa từng gặp, chúng ta có giận họ không ạ? Chúng ta có giận họ không quý vị? Người mà chúng ta giận thường là ai? Là những người chúng ta quen biết, là những người chúng ta từng yêu thương, đúng không ạ? Vậy thì tại sao lúc đầu chúng ta yêu thương họ, rồi bây giờ chúng ta lại giận họ? Ví dụ như có một lúc mình nói là
ước gì lúc đó không gặp người đó, đúng không ạ? Nhưng mà trong cuộc sống này tất cả đến với chúng ta đều là nhân duyên, tất cả những người chúng ta gặp đều có nhân có duyên với chúng ta. Có những người đến với chúng ta cho chúng ta niềm vui, có những người đến với chúng ta cho chúng ta có những sự phấn đấu trong cuộc sống. Nhưng mà chúng ta muốn có sự phấn đấu trong cuộc sống thì chúng ta phải có những cái lo lắng, những cái lo toan trong cuộc đời, đúng không ạ? Chúng ta buồn, chúng ta tức giận, nhưng sau những cái lần buồn, những lần tức giận đó, chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta là một con người giàu lòng, bao dung, vị tha. Và sau mỗi lần giận, sau những lần buồn, chúng ta sẽ rút ra được cái kinh nghiệm cho chính bản thân của mình là chúng ta sống sao để không làm mất lòng người đó nữa, hoặc là chúng ta sống như thế nào để chúng ta cảm thấy là nếu có lần sau trường hợp như thế, mình sẽ không có lặp lại lần nữa. Đúng không quý vị? Đó cũng là một cách chúng ta tu tập mỗi ngày. Không phải ai gặp chúng ta cũng mến, không phải gặp ai chúng ta cũng thương. Có những người á quý vị, chỉ gặp thôi là ghét rồi, không cần người ta nói với mình điều gì cả, chỉ nhìn cái mặt là thấy ghét. Người ta có làm gì mình chưa? Chưa. Nhưng mà kiểu là thấy cái tư cách không tốt, thấy cái phong cách không tốt, thấy cách nói chuyện không dễ thương là mình không thích. Nhưng mà sau một lần đó, nếu như chúng ta có suy nghĩ, chúng ta ngồi, chúng ta ngẫm lại á, tại sao mình lại có suy nghĩ vì người khác như thế? Ví dụ như mình gặp như vậy, sau này lỡ có một ai đó gặp mình, người ta cũng nghĩ mình như thế thì sao? Nên thường bản thân Diệu Hạnh có một vấn đề là nếu như mình không muốn người khác làm việc đó với mình thì mình sẽ không làm việc đó với người khác. Đó cũng là nhân quả đó quý vị ạ. Bạch Thầy, con bị hàm oan rất là nhiều, mà trong gia đình của con không, các em con nó nói oan với con, dạ. Và con tìm cách con giải oan, dạ. Thì khi mà con nói lại như vậy đó thì các em con càng ngày càng tức con nhiều hơn. Cho nên từ đó về sau con không nói nữa, mà mỗi lần như vậy con niệm Đức Quan Âm, cầu nguyện Đức Quan Âm gia hộ độ cho con, dạ. Nghiệp chướng con mau tiêu tan. Lúc đó con phải làm sao để cho em con nó thông cảm cho con? Dạ, dạ rồi, cảm ơn cô nha. Dạ, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Dạ, dạ đó, hồi nãy Tánh Mẫn có nói với cô rồi đấy. Có nghĩa là mình cứ lên sám hối đi. Mình cứ lên sám hối đối với chư Phật. Thì mặc dù mình đã nói như vậy rồi, dạ. Nhưng mà người ta vẫn cố tình không hiểu, dạ. Có hai trường hợp chúng ta không cần phải giải thích, mà dạ. Cũng không nên giải thích. Đó là một trường hợp người ta cố tình không hiểu, và cái trường hợp thứ hai là người ta cố làm cho mình điều đó. Thì dù do giải thích cỡ nào cũng vậy thôi. Cho nên hãy lên sám hối, hãy thực hành pháp sám hối, và đến một lúc nào đó sẽ được chuyển hóa. Dạ bạch thầy, con làm y như thầy, dạ. Làm mỗi sáng con sám hối, dạ. Tối con sám hối, dạ. Mà không biết bao giờ nghiệp con mới tiêu. Ui, lâu lắm, không phải chuyện dễ đâu, dạ. Bây giờ giả sử nha, dạ. Tánh Mẫn để cái ly như thế này, làm rơi cái ly xuống. Vậy thì cái khoảnh khắc cái ly nó vỡ rất nhiều mảnh, và cái thời gian cô lau cái nước ở dưới sàn cũng như là quét những cái mảnh vụn của cái ly, nó lâu hơn hay là cái sự vỡ của cái ly nó lâu hơn? Tất nhiên đó là cái việc lau dọn nó lâu hơn, đúng không ạ? So với cái nghiệp mình đã, cái duyên mình đã tạo đó là làm vỡ cái ly. Vỡ cái ly rất nhanh, rất dễ. Nhưng mà để lau được cái nước và dọn được cái mảnh vỡ đó phải tốn ít nhất 5 đến 10 phút, đúng không? Mà trong khi cái ly nó vỡ chưa được một phần mấy của giây nữa, đúng không ạ? Cho nên cái việc sám hối chuyển nghiệp, không những trời ơi, biết đâu hết cái kiếp này còn chưa chuyển được nữa kìa, ở đó mà lâu với mau. Hãy thành tâm sám hối, nghiệp nó chuyển tới đâu đủ duyên nó tự chuyển. Đừng có coi thời gian, đừng có coi cái gì, hãy thử. Ủa thì sám hối quá trời quá đất rồi mà không biết nó chuyển chưa nữa. Để thử nó lần nữa, không nên thế nha. Dạ, rồi, cảm ơn thầy nhiều lắm. Dạ mô Phật, quý Phật tử mình còn câu hỏi nào nữa không ạ?
Rồi mời em. Chào thầy, con là Mỹ Trân, pháp danh Diệu Bảo. Thật ra thì chuyện nói xấu con cũng không để ý lắm, tại con thích nghe người khác nói xấu về mình lắm. Kiểu mình được mở mang tầm mắt á. Dạ, những điều mà mình chưa từng làm mà mình nghe người ta thêm bị đặt vô, con thấy cũng thú vị lắm. Với lại tại con cũng không sợ lắm, tại con nghĩ là mình không làm điều xấu thì tại sao mình phải sợ. Dạ vâng. Với cả xung quanh con cũng có mối quan hệ tốt nên con cũng không có để ý lắm là họ có thể làm gì với con. Dạ. Dạ, dạ đây là chia sẻ thôi ha. Dạ, chia không sẻ. Mà thật sự rất là thú vị. Nhiều khi Thanh Mẫn ngồi nhìn lại ha, mắc cười. Ủa cái vụ gì ta? Không gây thù, không gây oán gì hết trơn mà sao lại có những thông tin đó? Mà thậm chí mình chưa làm mà còn người ta đã nói trước rồi. Công nhận hay, mình phải nể những người đó nghe. Nể thiệt, công nhận giống như là họ là tiên tri á. Mình chưa làm mà họ, họ có thể là họ họ khuấy trương, họ lao ăn tin. Ồ khá thú vị. Cho nên bạn đó nói cũng có lý chứ không phải là không. Bởi vì nhiều khi họ nói như vậy, chúng ta tự nhìn lại, chúng ta rút ra nhiều bài học cho chính mình. Cảm ơn sự chia sẻ của thầy cũng như câu hỏi của cô và của bạn Trân. Bây giờ thời hạn của chương trình chúng ta cũng sắp hết. Nhưng mà cô có một cái câu hỏi của một cái bạn. Bạn này thì không phải là của đạo tràng chúng ta, mà bạn ấy thấy là có chương trình tọa đàm với lại mình có livestream, nên bạn ấy gửi câu hỏi qua Zalo. Câu hỏi như sau: Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con đi học, bạn con nó chọc con. Nó nói con giống con gái. Con rất ghét bạn ấy. Mỗi lần con đi học, con thấy không thoải mái tí nào. Mà con cũng không muốn đôi co với bạn. Nhiều lúc con tức lắm, muốn nói lại. Nhưng mà con sợ là con không kiềm chế được, sẽ đánh bạn đó. Nên con bỏ đi. Con mong thầy chỉ dạy cho con là con phải làm sao ạ? Chúng con xin quý thầy chia sẻ những cái ý kiến cho bạn này. Chắc là bạn này đang theo dõi chương trình của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Hy vọng là bạn sẽ bắt gặp những cái ý cũng như là những cái sự chia sẻ của quý thầy để bạn có thể có những cái buổi đến trường thật là thoải mái. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thì qua cái câu hỏi vừa rồi á, quý vị Phật tử mình có nghe rõ cái câu hỏi của bạn đó không ạ? Bạn đó là con trai hay là con gái? Con trai đúng không? Nhưng mà con trai nhưng mà đi học là các bạn trêu là con gái đúng không? Đúng không các bạn? Bạn này là con trai nhưng mà đi học thì các bạn ở trường lại trêu bạn này là giống con gái. Thì thầy không biết là cái bạn này có hiện diện ở đây không? Chứ nếu mà có hiện diện thì thầy xin hỏi bạn là bạn có... Người ta trêu bạn là con gái, thế mà bạn có phải là con gái hay không? Đúng không? Mình phải xác định là mình là con trai hay là con gái. Mình là con trai nhưng mà tính mình là... Có nhiều bạn là con trai nhưng mà tính con gái. Hoặc là có nhiều bạn con gái nhưng mà tính là con trai. Thì mình phải xác định là mình con trai. Có phải là con trai hay không? Nếu mà mình là con trai thì dù các bạn có nói mình giống con gái thì cũng đâu có ảnh hưởng gì tới mình đâu không? Đúng không các bạn? Còn nếu mà mình là con gái, nếu mà mình con trai mà bản tính mình là con gái thì các bạn trêu thì cái việc của các bạn là như vậy rồi. Thì bản thân của thầy á, thầy đặc biệt cái là thầy trước giờ là thầy cũng có rất là gọi là có nhiều gọi nhiều mà cái điều người ta có nhiều người ta cứ nghĩ xấu về mình. Nhưng mà mình phải nhìn nhận lại vấn đề là những người nghĩ xấu về mình đó là những người có phải là người thân của mình hay không? Mình phải nhìn nhận là những người mà hay nghĩ xấu về mình hay nói xấu về mình có phải là những người thân ở bên cạnh mình hay không? Nếu như mà những người mà nói xấu, những người mà hay nghĩ xấu về mình như thế mà người ta không phải là người thân của mình, không phải là những người mà chúng ta thường gặp, thì thầy khuyên các bạn là chúng ta không nên quan tâm. Tại vì nó không ảnh hưởng gì đến chúng ta cả.
Còn những cái người mà nói xấu, những người mà nghĩ xấu, những người nói xấu, những người nghĩ xấu đó là những cái người mà chúng ta hay gặp thường ngày, hoặc là bạn bè của chúng ta mà người ta nghĩ không có đúng về mình, thì chúng ta nên có một cái lời giải thích hoặc là một cái lời nói với người đó. Và nếu cái bạn đó bạn cũng không nghe thì chúng ta cũng, thầy khuyên các bạn là chúng ta cũng nên chẳng quan tâm. Thì khi mà chúng ta bỏ hết ngoài tai như thế thì chúng ta mới sống thật được với con người của chúng ta được. Thì dù trở lại vấn đề là bạn này là xuất thân, bạn này là một người con trai như thế, nhưng mà các bạn lại nghĩ xấu về mình là tính tình là giống con gái, thì mình cần một lời giải thích với các bạn. Nếu mà các bạn vẫn không có nghe cái lời giải thích của mình nữa thì mình nên bỏ ngoài tai. Mình cứ sai sống thật với chính mình thôi. Thì thầy xin khuyên bạn như vậy, A Di Đà Phật. Xin cảm ơn phần trả lời câu hỏi của thầy Quảng Như. Nếu như chúng ta có một cách nhìn thoáng hơn và chúng ta cập nhật tình hình của thế giới, thì chúng ta sẽ có một cách nhìn khác về cái vấn đề này. Có thể đó là một sự trêu chọc của các bạn, đúng không? Có thể bạn ấy là con trai nhưng mà có nét nó giống như con gái, hoặc hành động giống như con gái, cho nên bạn bè chọc, hoặc là họ cố tình để chọc bạn ấy tức. Thì hai cái trường hợp này nó khác nhau, đúng không ạ? Cố tình chọc tức là nó kiểu khác, nhưng mà bởi vì cái biểu hiện cũng như cái thân hình, cái ngoại hình nó giống như vậy cho nên họ nói như vậy. Cái điều đó thì chúng ta hãy tự nhìn nhận lại. Và đối với bạn bè ở trong lớp cũng vậy, hoặc là trong trường học, thì nếu như mà tức giận vì cái lời nói của bạn mình mà dẫn đến chuyển biến tâm lý là muốn đánh bạn đó, là cái điều đó không nên. Nếu như có thể từ cái một lời nói nhỏ như vậy mà chúng ta bộc phát, chúng ta không biết vượt qua, chúng ta không biết chấp nhận, chúng ta không biết vượt qua, mà chúng ta bộc phát ra hành động, tự ý nghĩ, đúng không? Chuyển biến tâm lý ở trong đó, và nó biểu hiện hành động đó là muốn đánh bạn đó. Và có thể nếu như không có kiểm soát thì bạn đó có thể đánh cái bạn, cái người trêu chọc đó. Thì đây là một cái vấn nạn trong học đường. Không riêng gì về cái trường hợp này mà có rất là nhiều vấn đề khác, chỉ nhỏ thôi. Tại vì học sinh thì nhiều khi chưa có suy nghĩ chín chắn cho lắm, cho nên nó bộc phát ra cái vấn đề biểu hiện ra hành động như vậy. Thì thầy khuyên là không nên. Thì cứ từ từ để giải thích, hoặc là gần gũi với bạn, hay là mình có thể trao đổi như thế nào đó để cho bạn hiểu hơn và mình cũng hiểu hơn cái ý nghĩ của bạn. Và nhân tiện đây thì Tánh Bản cũng chia sẻ luôn một cái vấn đề, đó là chúng ta đang tự đặt mình, chúng ta đang tự quy định mình là thế giới thứ nhất, đang tự quy định mình là thế giới thứ hai, và tự nhiên chúng ta đặt ra một cái thế giới thứ ba. Ủa, thế giới thứ ba đâu ra? Tự nhiên đây là nữ, hoặc đây là nam, đúng không ạ? Ta cho là thế giới thứ nhất, đây là nữ, ta cho là thế giới thứ hai. Còn các bạn có thiên hướng tình dục khác, tự nhiên ta quy kết lại là thế giới thứ ba. Không phải, không phải như thế. Đó là xu hướng tình dục thôi. Tức có nghĩa là bạn ấy thích nam hay bạn ấy thích nữ, điều đó là gọi là xu hướng tình dục, thiên hướng tình dục. Bởi vì bạn ấy vẫn có hình hài của một con người, bạn ấy vẫn có chức năng của một con người, và thậm chí có rất nhiều người thành đạt, thành công và đóng góp rất nhiều cho xã hội. Và
họ nằm ở trong số đó. Tức có nghĩa là đang rơi vào cái tình trạng đó là gì? Bị bạn chọc là con gái giống con gái. Bởi vì bạn con trai nhưng mà chọc là giống con gái. Thì có thể chúng ta hiểu nôm nao là, nôm na là các bạn ở đây biết là vấn đề gì đúng không ạ? Thì cho nên nhiều khi chúng ta phải có nhìn một cái cách nhìn nó rộng mở hơn. Vậy thì chúng ta đặt một cái vấn đề ở đây là gì? Con trai thích con gái, yêu con gái đúng không ạ? Con gái yêu con trai yêu con trai, và con gái yêu con gái. Nó giống nhau chữ gì? Giống nhau chữ yêu đúng không ạ? Giống nhau chữ yêu. Và trong Phật giáo gọi là ái. Và chữ ái. Mặc dù anh hình tướng như thế nào, là nam hay là nữ, nhưng nếu bạn có chữ ái ở trong đó thì bạn đều có quyền, bởi vì bạn là con người. Nhưng chúng ta đang là một người bình thường thì chúng ta có quyền. Còn đối với những lĩnh vực, có nghĩa là thầy Tánh Bản đang chia sẻ các bạn bình thường ở đây nha, có nghĩa là theo hướng đó, thì đều các bạn đều có thể có được những cái sự trải nghiệm như vậy. Nhưng mà Tánh Bản đề cập ở đây, có rất nhiều bạn sinh viên, học sinh lên tâm sự với thầy, thật sự tình yêu đó rất khó để chung thủy. Rất khó chung thủy. Vì vậy khi các bạn có xu hướng tình dục như thế nào, thì các bạn phải tự nhắc mình là người chung thủy đối với cái người hôn phối. Dù cho bạn là người con trai yêu con gái hay con gái yêu con trai yêu con trai hay con gái yêu con gái, phải giữ được sự chung thủy. Nếu như bố mẹ của các ở đây là có những bậc phụ huynh đúng không ạ? Có những người con như thế. Vốn dĩ cha mẹ nào cũng muốn là con có chồng. Con trai thì phải gả vợ đúng không ạ? Con gái thì phải cưới chồng. Nhưng mà nhân duyên như thế nào, giống như hồi nãy câu trả lời trước của thầy Quảng Như, chúng ta không chọn được cái nơi sinh ra. Và gender là giới tính đúng không ạ? Gender là giới tính. Các bạn ấy cũng không có quyền được lựa chọn. Nhưng mà nhân duyên khiến cho các bạn như vậy, thì bậc làm cha mẹ phải thông cảm, phải tiếp cận con và mong ước của con là như thế nào, để có thể làm cho con có được hạnh phúc. Quý vị có biết không? Có một, bây giờ tình trạng xã hội nha, có một số, mà không phải một số, nó rất nhiều trường hợp, đó là vợ bỏ chồng. Thích thì lái, không thích bỏ. Có một hai đứa con rồi đấy. Nó lạ đời như thế. Nhưng mà vốn dĩ cái chữ yêu ở đây là gì? Đó là sự chia sẻ về cuộc sống, sự hạnh phúc, hay là có một người để mà tâm sự. Nếu như chữ ái ở đây mà để phục vụ cho việc khát vọng về thể xác, thì điều này chúng ta không thể nào bàn tới được, bởi vì cái dục vọng quá lớn. Nhưng nếu như chúng ta yêu với nhau, chúng ta đến với nhau, chúng ta biết trân trọng với nhau, chúng ta biết chia sẻ cho nhau, thì chữ ái đó, chữ yêu đó, nó sẽ được trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Dù các bạn là ở lứa tuổi nào, giới tính nào, phải từ 18 tuổi trở lên, ở bất kỳ giới tính nào, khi chúng ta yêu bằng thật sự trái tim như vậy, chúng ta sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau dù ở giới tính nào. Rất mong ở đây không phải là Tánh Bản kêu gọi, nhưng mà hãy mở rộng cái tâm ra, bố mẹ của các bạn hãy mở rộng cái tâm ra để hiểu được con thật sự cần là gì, và điều đó nó mang lại hạnh phúc cho con hay không. Xin cảm ơn cái phần câu hỏi cũng khá là hot trong hiện nay. Xin cảm ơn đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn những lời chia sẻ của hai thầy đã dành cho bạn. Tôi hy vọng là khi mà bạn nghe được những cái điều mà thầy chia sẻ, bạn sẽ có một cái nhìn thấu đáo hơn, và tâm của bạn mở lòng hơn. Giống như ngày hôm nay chúng ta với chủ đề là tha thứ cho nhau có được không,
Ví dụ như người ta làm cho mình cảm thấy không hài lòng, tức giận, thì mình có tha thứ cho người ấy được hay không? Thì có thể là ngay từ buổi ban đầu, bắt đầu buổi chia sẻ này, thì bạn có theo dõi thì bạn sẽ học được tha thứ như thế nào và cách tha thứ ra sao, thì bạn sẽ có một cái nhìn tốt hơn về bạn của mình. Và bạn cũng sẽ cảm thấy là bản thân của mình là một người nam, dù mình có những cái hành động tính cách như thế nào thì ai nói gì đi nữa, mình cũng cảm thấy tự hào về chính bản thân mình. Bởi vì sao các bạn? Đó là chính mình. Mình không làm gì có lỗi, mình không làm điều gì có hại đến ai. Mình sống đúng với pháp luật, sống đúng với 5 điều mà chúng ta quy y, đó là 5 điều dạy cho Phật tử tại gia của Đức Phật, đúng không ạ? Thì mình không có vấn đề gì mà phải tức giận hay sợ sệt. Tại vì khi tức giận thì chúng ta sẽ có một cái chữ sân ở trong đó. Nhưng mà chúng ta có tam độc. Tam độc của mình là gì quý vị? Tham, sân và si. Tham ở đây là gì ạ? Là tham lam, đúng không ạ? Còn sân là gì? Sân hận. Si là sự mê muội, đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải sống như thế nào đó? Chúng ta phải học cách chuyển hóa những cái hiện tại để có được một cái cuộc sống an lạc, thanh tịnh. Ví dụ như người ta thường nói là thế giới hòa bình nhờ chánh niệm, chúng sanh an lạc hiểu thương nhau, vô thường nhân quả tri thông suốt, cuộc sống thăng hoa thấm ngọt ngào. Cuộc sống của chúng ta không phải là chúng ta không quan trọng đến vật chất, không phải không quan trọng vinh hoa phú quý, tất cả có cũng được. Và điều đó sẽ mang lại cho chúng ta cái đời sống vật chất. Nhưng nếu như chúng ta có đời sống vật chất mà tinh thần của chúng ta không an lạc, chúng ta luôn sống trong sân hận, sống trong si mê, sống trong cuồng ghen, tức tối, thì cuộc sống của chúng ta không thể nào an lạc được. Mà chúng ta là những người Phật tử, bước của chúng ta cuối cùng đến với Phật Pháp là gì quý vị? Chúng ta có phải cầu vinh hoa phú quý không ạ? Mà chúng ta đang cầu cho thân tâm chúng ta được an lạc tại cái thời phút hiện tại, an lạc tại cuộc đời này, đúng không? Mỗi ngày của chúng ta tu tập để chuyển hóa thân tâm của chúng ta qua những hành động, lời nói và suy nghĩ. Thì chúng ta mỗi ngày, mỗi chút chúng ta huân tu thì chúng ta sẽ có được những điều mà chúng ta mong muốn. Và mong muốn nhất của chúng ta đến với Đạo Phật đó là tìm được một sự an lạc tuyệt đối. Thay mặt cho chư Phật tử trong đạo tràng chùa Thiên Long chiều hôm nay, chúng con thành kính tri ân quý Thầy đã đến với đạo tràng chúng con, đã có đôi lời chia sẻ để chúng con hiểu sâu hơn. Giống như hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, đó là hạnh lắng nghe. Lắng nghe để làm gì ạ? Để hiểu sâu, để hiểu kỹ. Và đặt ra đó là hiểu, hiểu chính bản thân mình. Đó là điều quan trọng nhất. Và với chủ đề của khóa tu lần này vào dịp cuối năm, cô cũng muốn nhắn gửi quý Phật tử ở đây, đó là chúng ta lắng nghe. Lắng nghe tất cả những điều hay, những điều không hay. Lắng nghe để chúng ta mỗi ngày tu tập chuyển hóa thân tâm của mình. Những điều hay chúng ta lắng nghe để chúng ta cảm thấy vui và vun bồi cho cuộc sống. Những điều không tốt chúng ta lắng nghe để chúng ta tu tập. Và đó mới là cách mà chúng ta tu tập thành công hay không thành công. Chúng ta không hài lòng mà chúng ta tu tập để chuyển hóa, thì đó mới là sự thành công trong bước tu tập trong cuộc sống của mình. Và cũng cuối năm, con thay mặt cho Phật tử kính chúc quý Thầy Pháp Thể Khinh An, chúng sanh nhị độ. Và mỗi ngày Thầy sẽ mang lại mỗi niềm vui cho quý Phật tử chúng con. Và mỗi ngày quý Thầy sẽ là những cây cao bóng cả để chúng con nương tựa sống dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật. Và cô xin kính chúc quý Phật tử cuối năm chúng ta buông bỏ những cái muộn phiền trong cuộc sống, chúng ta cố gắng vạch ra những phương hướng tốt nhất trong cuộc đời của mình, cố gắng tu tập. Sau một năm thì mình phải có những sự tiến bộ, thì như vậy thì cái việc đi chùa của mình, tu tập của mình, cúng dường của mình, nó sẽ hiệu quả nhất có thể. Nam Mô A Di Đà Phật.